vitamin C, DHC là thực phẩm gì? Tại sao mọi người lại tìm kiếm vitamin C, DHC nhiều đến vậy? Mua vitamin C, DHC ở đâu để được hàng chuẩn? Và vitamin C, DHC có thực sự là sản phẩm giúp cải thiện sắc tố da và tăng cường sức khỏe hay không? Tất cả những vấn đề đặt ra trên thì sẽ được Hoa Beauty chia sẻ chi tiết trong video dưới đây nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng Hoa Beauty đi tìm hiểu vitamin C của DHC là gì. Đây là một trong những thực phẩm bổ sung vitamin C được ưa chuộng nhất tại Nhật Bản và hiện nay đang được săn đón tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm được bào chế từ 100% rau củ quả, giúp cung cấp đầy đủ vitamin C mà cơ thể cần thiết. Sản phẩm còn được biết đến như một thần dược giúp trẻ hóa làn da và tăng cường sức khỏe. Vitamin C, DHC thì cũng phù hợp với mọi đối tượng nam nữ, người lớn và trẻ em. Về thành phần thì vitamin C, DHC có thành phần chủ yếu từ thiên nhiên do được bào chế hoàn toàn từ rau củ. Bao gồm có vitamin C, vitamin B2, gelatin, chất tạo màu caramel, titanium oxy hóa. Về công dụng thì vitamin C, DHC là sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp đã từng nổi đình đám tại thị trường Nhật Bản. Và khi về thị trường Việt Nam thì nó vẫn không ngừng hot bởi những công dụng rất tuyệt vời như là giúp làm đẹp da và tăng cường sức khỏe. Vitamin C, DHC thì có tác dụng tái tạo tế bào mới, sản sinh collagen, nuôi da giúp cho da căng bóng, trắng mịn sau một thời gian sử dụng. Rất nhiều người thì đã kiên trì sử dụng và sở hữu một làn da đẹp nhờ viên uống vitamin C, DHC. Và cũng phải khẳng định một điều rằng vitamin C, DHC không phải là mỹ phẩm nên không làm trắng da sau một vài ngày sử dụng, mà các tính chất làm trắng da sẽ ngấm sâu vào bên trong, nuôi dưỡng da từ bên trong và mang đến cho bạn làn da trắng đẹp, trắng khỏe từ sâu bên lớp biểu bì của da. Tiếp theo là công dụng chống lão hóa. Thì lão hóa vốn là một hiện tượng sinh lý tự nhiên không mong muốn đối với chị em phụ nữ. Từ sau 30 tuổi thì tốc độ lão hóa da của chị em ngày càng nhanh lấy đi vẻ đẹp thanh xuân rạng ngời của làn da và thay vào đó là những vết nám, tàn nhang, đồi mồi. Nếu như không biết cách chăm sóc da thì da sẽ lão hóa càng nhanh chóng. Vitamin C thì được xem là giải pháp chống lão hóa tốt nhất. Với chất xuất từ thiên nhiên, viên uống DHC có tác dụng đẩy lùi các sắc tố melanin gây nên thâm nám, tàn nhang. Đồng thời sản phẩm sẽ giúp kích thích sản sinh ra tế bào mới, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, kéo dài tuổi thanh xuân cho làn da của bạn. Vitamin C, DHC còn có công dụng làm sạch mụn. Sản phẩm được chiết xuất 100% từ các loại rau củ, có tác dụng thanh lọc cơ thể, giảm nóng trong, ngăn ngừa mụn nội tiết. Đồng thời hỗ trợ làm sạch các loại mụn cám, mụn cá và mụn bọc. Và cũng đúng như lời đồn thì vitamin C, DHC là một sản phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe. Sản phẩm giúp tăng cường sức đề kháng, tăng khả năng miễn dịch, hỗ trợ và phòng ngừa các bệnh lý do thiếu vitamin C. Ngoài ra thì còn giúp bổ mắt và sáng mắt. Để khách quan nhất thì sau đây Hoa Beauty sẽ gửi tới mọi người một số phản hồi từ khách hàng trực tiếp sử dụng sản phẩm vitamin C, DHC. Trên các diễn đàn làm đẹp như là web trẻ thơ hay là group Facebook thì cộng đồng hỏi đáp có rất là nhiều phản hồi về sản phẩm vitamin C, DHC. Ở đây mọi người có thể quan sát thấy một bình luận của bạn Huyền Thanh Bùi. Bạn có cho biết là đang sử dụng sản phẩm vitamin C, DHC, uống hết gần một gói thì đã thấy rõ công dụng, da sáng hơn, trắng hơn và thâm cũng có dấu hiệu mờ nhanh chóng. Và khi uống sản phẩm thì bạn có chia sẻ là không bị nóng trong với nổi mụn. Ngoài ra thì sản phẩm còn giúp sáng da toàn thân, nhưng mà da mặt thì sẽ thấy trắng nhanh rõ rệt nhất. Và tiếp theo là một phản hồi của bạn Thúy Trang, một phản hồi rất là chi tiết. Bạn có nói là trong các sản phẩm của thương hiệu DHC thì viên uống cung cấp vitamin C là một trong những sản phẩm nổi tiếng cũng như là bán chạy nhất. Sản phẩm thì có hai loại để bạn có thể lựa chọn, đó là loại túi 60 viên và 90 viên, sử dụng mỗi ngày một viên sau khi ăn. Sau khi sử dụng hết hơn nửa gói thì da bạn vốn có những vết sẹo rỗ do mụn để lại, từ sau khi uống đã mờ dần và không còn thâm nữa. Da cũng sáng và căng lên trông thấy, rất là thích. Còn những vết sẹo rỗ to hơn thì cần phải có thời gian sử dụng lâu hơn mới có thể có tác dụng. Giá thành của sản phẩm thì cũng vô cùng hợp lý. Ngoài ra thì cũng rất là nhiều bạn đã để lại bình luận ở trên Facebook. Hầu hết thì các bạn đều chia sẻ về sản phẩm hiệu quả. Như là mình mới uống được 10 ngày mà da đã có chút thay đổi, cảm giác đỡ sần sùi và không lên thêm mụn.
Hay là bạn Hà My thì cho biết là bạn uống mỗi ngày một viên và không thấy nổi mụn gì cả, da mặt còn sáng lên. Bạn Trương Mỹ Linh Chi thì có khuyên mọi người đó là ai bị lên mụn là do trong người đã bị nóng trong sẵn rồi. Còn vitamin C thì sẽ giúp đẩy nhanh quá trình đào thải độc tố nên có hiện tượng lên mụn. Và các bạn nên kiên trì sử dụng thì chắc chắn da sẽ đẹp lên. Hẳn là sau những phản hồi trên thì mọi người đã yên tâm hơn rất nhiều về sản phẩm. Còn về đối tượng sử dụng của sản phẩm này, đó là sản phẩm dùng được cho mọi lứa tuổi và dùng cho mọi người. Trẻ em, người lớn muốn có một cơ thể khỏe mạnh, tăng sức đề kháng, chống chọi với bệnh tật thì đều có thể sử dụng sản phẩm này. Bên cạnh đó thì sản phẩm sẽ hỗ trợ rất là tốt cho người muốn có một làn da trắng hồng, mịn màng, người muốn cải thiện tình trạng lão hóa da, da nhăn nheo, chảy xệ, hay là đối với người bị suy nhược cơ thể, thường xuyên mất ngủ, mệt mỏi, người bị thiếu vitamin C. Với trường hợp của phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, người đang điều trị bệnh lý thì cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Sản phẩm này thì chống chỉ định với những người dị ứng với thành phần của thuốc. Khi sử dụng thì bạn nên sử dụng 2 lần mỗi ngày và mỗi lần một viên sau bữa ăn để phát huy công dụng tốt nhất. Hiện nay trên thị trường thì sản phẩm được bán với mức giá như sau. Với vitamin C DHC 30 ngày thì có giá dao động từ 80 tới 90 ngàn đồng. Vitamin C DHC 60 ngày thì có giá dao động từ 120 tới 180 ngàn đồng. Và vitamin C DHC 90 ngày thì có giá dao động từ 200 tới 250 ngàn đồng. Rất nhiều bạn thì có gửi câu hỏi tới Hoa Beauty và băn khoăn xem viên uống vitamin C DHC có thực sự tốt hay là không. Thì Hoa Beauty xin trả lời đó là về ưu điểm. Nói về thương hiệu thì vitamin C của DHC đến từ thương hiệu DHC nổi tiếng tại Nhật Bản nên các bạn có thể yên tâm về nguồn gốc. Xét về độ an toàn và lành tính, vitamin C DHC được bào chế 100% từ các loại củ quả từ thiên nhiên nên rất an toàn và không để lại bất cứ tác dụng phụ nào cho người sử dụng. Giá cả của sản phẩm thì phải chăng, dễ mua mà sản phẩm thì có thiết kế tiện lợi, dễ uống, dễ mang theo khi phải di chuyển hoặc đi du lịch. Nhược điểm duy nhất của vitamin C DHC đó là về độ hiệu quả thì tùy thuộc vào cơ địa và khả năng hấp thụ của mỗi người. Mỗi người sau khi sử dụng thì sẽ có kết quả khác nhau và thời gian sản phẩm phát huy tác dụng cũng khác nhau. Vậy nên khi sử dụng thì chị em cần phải kiên trì mới có thể mang lại hiệu quả. Một số chị em thì có đặt câu hỏi là uống vitamin C DHC có bị nổi mụn hay không? Từ những công dụng của sản phẩm và phản hồi của khách hàng thì Hoa Beauty xin trả lời đó là viên uống vitamin C DHC sẽ không có hiện tượng nổi mụn. Ngược lại, nó còn thanh lọc cơ thể, cân bằng nội tiết tố, ngăn ngừa và làm sạch mụn. Với công dụng thần thánh thì vitamin C DHC nhanh chóng tạo sức hút trên thị trường. Mà sản phẩm càng hot thì tốc độ làm giả, làm nhái sẽ càng nhanh. Vậy nên, để phân biệt được vitamin C DHC thật và giả thì chị em cần chú ý những điều sau. Trước tiên là hãy quan sát thật kỹ bao bì bên ngoài. Hàng thật thì sẽ có đầy đủ thông tin về nhà sản xuất, thành phần, công dụng, mã vạch, được đóng gói chắc chắn, đẹp và chữ in ngay ngắn, rõ nét. Ngoài ra thì chúng ta có thể kiểm tra vitamin C DHC thật giả bằng app check mã vạch hoặc là Google. Đây là cách phân biệt chuẩn nhất hiện nay. Chị em thì cũng không nên ham mua hàng rẻ bởi vì vitamin C DHC là hàng sách tay thì giá cũng sẽ không rẻ hơn nhiều so với giá mà hãng công bố trên website. Hiện nay thì vitamin C của DHC được bán rộng rãi trên thị trường Việt Nam. Sẽ không khó để tìm mua sản phẩm này. Chúng ta có thể mua online trên các trang mua sắm trực tuyến như là Sen Đỏ, Tiki hay Lazada. Chị em cũng có thể mua tại hiệu thuốc, các cửa hàng tiện lợi bán mỹ phẩm Nhật chính hãng. Tiện lợi hơn nữa đó là mua trên Facebook của những bạn có hàng sách tay. Trên đây là những chia sẻ của Hi Beauty về vitamin C DHC của Nhật Bản, được tổng hợp từ những nguồn tin và phản hồi thực tế của khách hàng. Nếu như các chị em cần tư vấn chi tiết về vitamin C của DHC hay các loại serum, thực phẩm chức năng chính hãng, thì có thể để lại comment hoặc là liên hệ trực tiếp cho Hi Beauty theo số hotline Zalo 0985229900 hoặc là truy cập vào website hoabeauty.vn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe video. Hãy ấn like và chia sẻ ở mỗi video, cũng như đừng quên nhấn subscribe để đăng ký kênh ủng hộ cho Hi Beauty nhé.